Hello, chào mừng các bạn quay lại series WordPress nâng cao của thapphạm com. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu qua về một cái tính năng khá là hay trong WordPress, mình sẽ giúp các bạn làm được nhiều loại website nâng cao hơn. Đó là tính năng custom field. Cái custom field thì chúng ta có thể gọi nó là một cái dữ liệu thêm vào trong những cái bài viết trong WordPress. Ví dụ như bây giờ trong cái bài viết của bạn, bạn sẽ có quyền là nhập cái tiêu đề, nhập nội dung, vân vân. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn thêm một cái trường dữ liệu nữa, chúng ta nhập là giá sản phẩm đi, thì chúng ta sẽ sử dụng custom field. Và trong video này thì mình sẽ nói qua về những cái bước mà sử dụng custom field cơ bản nhất. Mặc dù là bây giờ chúng ta không có sử dụng custom field như thế này nữa, nhưng mà khi mà các bạn hiểu được cái chức năng custom field rồi, thì ở video sau các bạn sẽ có thể hiểu được một cái chức năng khá là hay nữa mà sử dụng kết hợp với custom field, đó là Metabox. Nhưng mà dù sao thì các bạn cũng phải cần biết những cái cách sử dụng cơ bản trong cái custom field. Thì để mà sử dụng custom field, chúng ta sẽ cần khai báo cái tên field và cái giá trị của nó. Bây giờ mình vào phần post và mình chọn một cái post bất kỳ, ví dụ như mình chọn post Hello World này đi. Và trong cái phần này, các bạn nhìn lên phần screen option, chọn custom field. Sau khi mà chọn xong custom field, các bạn nhìn xuống dưới thì các bạn sẽ thấy cái khung custom field như thế này. Thì trong cái khung custom field này, các bạn sẽ có thể là chọn những cái field mà các bạn đang có. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn thêm một cái field mới thì mình ấn vào chữ Enter New này. Và ở cái phần này, tức là phần name, chúng ta sẽ khai báo cái tên field. Bây giờ ví dụ như mình muốn thêm một cái tên field tên là TB Country. Và bên phần value, cái value này tức là cái giá trị tương ứng với cái tên field này. Ví dụ như mình có giá trị là Sweden và ấn Add Custom Field, rồi mình update lại. Và sau khi mà thêm field xong, tức là cái bài viết Hello World này nó đã có cái field tên là TB Country với cái giá trị là Sweden. Bây giờ để kiểm tra là nó có giá trị chưa, chúng ta phải kiểm tra trong database. Bây giờ mình sẽ mở ppmadmin lên và mình chọn cái database mà mình đang sử dụng. Và mình mở cái table will be post meta ra, tại vì tất cả những cái dữ liệu custom field nó sẽ lưu vào cái bảng will be post meta. Bây giờ mình ấn vào nút browse ha. Và các bạn cũng thông cảm rằng là mình chưa có đổi lại cái ngôn ngữ trong quá trình duyệt, cho nên nó còn hiển thị cái tiếng Thụy Điển. Bây giờ mình ấn nút browse vào và mình mở cái hàng cuối cùng. Thì mình thấy là bây giờ trong cái chỗ này chúng ta đã có một cái field tên là to be country với cái giá trị là Sweden. Các bạn nhìn vào cột post ID bằng 1, tức là cái field này nó thuộc sở hữu của cái post ID là bằng 1. Bây giờ mình kiểm tra rằng là cái post này là bằng 1 nè. Đó, cái ID này là số 1 cho nên là ở trong này nó sẽ hiển thị là post ID là bằng 1. Rồi thì đó là cách mà chúng ta thêm một cái custom field vào. Vậy thì chúng ta muốn lấy nó ra thì như thế nào? Và để lấy ra thì chúng ta sẽ có một số cái hàm. Và ở đây thì mình sẽ thực hành ở trong cái theme. Will be contain theme và mình đang sử dụng theme 2015. Bây giờ ví dụ như mình mở template tên là content, mình muốn lấy cái dữ liệu của cái custom field ra ngoài trong cái template content này. Bây giờ ví dụ như mình muốn cho nó nằm trên cái the content, tức là hiển thị nội dung, mình cho nó nằm trên đây. Đó. Ở đây là mình có pp ha. Thì để lấy cái giá trị custom field ra, chúng ta sẽ sử dụng một cái hàm đầu tiên, cũng là hàm thông dụng nhất, đó là cái hàm get post meta. Và cái hàm này nó có ba tham số như sau. Cái tham số thứ nhất là cái post ID mà các bạn cần lấy field ra. Ví dụ như mình muốn lấy cái field của cái post ID là 1 thì mình sẽ gõ số 1 ở trong này. Nhưng mà nếu mà mình muốn lấy cái bài viết hiện tại trong cái vòng lặp á, tại vì mình đang viết trong vòng lặp mà, mình muốn lấy cái bài viết hiện tại thì mình có là cái đối tượng post ID, tức là cái ID của cái bài viết hiện tại trong cái vòng lặp này hoặc là trong cái query này ha. Và cái tham số thứ hai tức là cái tên key mà chúng ta cần lấy dữ liệu ra, mình có là TB country. Và cái tham số thứ ba tức là bạn muốn cho nó hiển thị một cái giá trị bình thường hay là một cái giá trị theo dạng mãn. Ở đây là mình sẽ có là true, tức là mình sẽ hiển thị ra dạng bình thường. Và khi mà sử dụng cái hàm này, nếu mà các bạn muốn hiển thị ra thì các bạn phải có echo ha. Rồi mình lưu lại. Và bây giờ mình vào trong bài viết của mình xem bài viết.
Thì mình thấy rằng là ở đây chúng ta đã lấy được cái dữ liệu trong cái case tên là to be country. Nó có giá trị là Sweden. Bây giờ ví dụ như mình có thể viết thành là country. Đó, mình có thể viết là như vậy cũng được đó. Syntax mình thiếu cái gì rồi? À thiếu dấu nối. Thì đây, thì mình có thể viết là như vậy. Nhưng mà khi mà các bạn gọi fill ra để mà cho tối ưu á, thì các bạn nên làm như sau. Bây giờ mình sẽ cho cái hàm này và một cái biến đựng nó. Ví dụ như mình có là country. Và bây giờ mình sẽ có một cái hàm if để kiểm tra rằng là nếu mà cái field này nó có giá trị thì nó mới hiển thị ra, còn không thì thôi. Thì if country nếu mà nó có dữ liệu thì nó sẽ echo country à. Đây thì cũng vậy thôi. Rồi thì đó là cái cách mà hiển thị một cái giá trị trong cái field ra mà chúng ta hay sử dụng nhất. Ngoài ra, nếu mà bạn muốn lấy toàn bộ cái dữ liệu custom field trong cái bài viết của mình theo một cái dạng mảng, tức là array, thì mình sẽ có một cái hàm tên là getPostCustom. Và cái hàm này nó chỉ có một cái tham số duy nhất, tức là cái ID của bài viết mà chúng ta cần lấy hàm ra. Bây giờ ở cái chỗ này, mình tạo xóa chỗ này đi. Và mình sẽ có là volume nữa, mình coi nó hiển thị như thế nào. Đó, thì nếu mà sử dụng cái hàm này thì chúng ta sẽ lấy được nguyên một cái mảng chứa tất cả những cái custom field trong cái bài viết của mình. Đó, thì đó là hai hàm mà chúng ta hay sử dụng nhất khi mà làm việc với custom field. Ngoài ra thì nó còn có một số cái hàm để mà chúng ta tương tác lại với những cái giá trị custom field. Ví dụ như chúng ta có thể là cập nhật, chúng ta có thể thêm hoặc là xóa một cái giá trị. Nhưng mà thường thì những cái hàm đó chúng ta ít sử dụng, mà chúng ta chỉ sử dụng khi mà chúng ta viết plugin. Cho nên là ở đây mình sẽ không nói qua, tại vì mình chỉ muốn hướng dẫn custom field cho các bạn theo một cái cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất. Rồi thì bây giờ các bạn cứ tạm hiểu rằng là cái custom field tức là một cái giá trị thêm vào trong cái bài viết của mình. Chúng ta có thể là thêm một cái kiểu dữ liệu nào đó trong cái custom field đó, rồi chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta lấy ra, đơn giản là như vậy thôi. Và ở video sau các bạn có thể là biết thêm một cái cách sử dụng metapod, tức là chúng ta không có sử dụng cái chỗ này nữa. Chúng ta không có khai báo cái custom field theo cái kiểu mà chúng ta viết khai như thế này, mà chúng ta sẽ tạo ra những cái pod riêng. Ví dụ như chúng ta cũng có thể tạo những cái pod nhập liệu giống như tag này, rồi chúng ta nhập vào những cái giá trị mà chúng ta cần đưa nó vào custom field. Thì đó là cái ý nghĩa của metapod. Và cái chức năng này thì các bạn có thể là xem ở video sau. Ok, và cái chức năng custom field nó cũng chỉ có như vậy thôi, đơn giản là như vậy. Và dĩ nhiên chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn.